Hello, chào các bạn, trở lại với kênh Dầu Cái Lốc Channel các bạn. Mấy hôm rồi mình có lên cho các bạn chia sẻ coi bản đồ mà kế hoạch sử dụng đất của Phú Quốc năm 2020 á. Mình quá trình tham mưu thì có một số chưa có mấy hoàn chỉnh, nên mình nhất quá mình cũng chia sẻ cho anh em để xài. Thì ở đây bây giờ mình demo lên cho các bạn coi. Đây, cái điện thoại mình đang xài là cái Samsung nha các bạn. Thì các bạn cứ vô cái khi mà các bạn đã vô được Google Maps á, cho nên mình đang xem chế độ Google Maps này. Thì các bạn trước hết phải có cái tài khoản của Google của các bạn nha. Các bạn nào chưa có thì các bạn đăng ký cái tài khoản Google của Gmail nha các bạn, để các bạn đăng nhập vô. Thường thường là các bạn up lên đó, các bạn vô YouTube, vô trang kênh của mình nha. Mình hướng cho bạn coi. Bạn vô Google nè, các bạn cứ gõ đại một cái đi, các bạn bấm vô tìm kiếm, các bạn gõ thổ địa Phú Quốc nè. Tại kênh mình vào cái lốc nhưng mà nó chưa có đủ người subscribe nên nó không có, các bạn chọn vô một cái nha. Đây, vô thổ địa bạn chọn nha, chỗ thổ địa đại một cái đi. Các bạn bấm nút mở rộng mà đúng không đó, không thôi các bạn chọn vô nè, bản đồ dưới nè, bản đồ này bản đồ mình chia sẻ cho nè. Các bạn cứ vô một bản đồ nào bất cứ, vô cái hình của mình nè, mà vô hình nha, vô tấm hình đó nha, chọn nhấp nhấp chọn vô, các bạn chọn vô đây nha, chọn mũi tên nữa nha, kế hoạch bản đồ sử dụng đất nè. Các bạn bấm cái nút này cho mở rộng nè, bấm xuống rồi các bạn chọn cái này nè, à, các bạn kéo lên, các bạn thấy cái bản đồ không, nè, bạn bấm cái đây, bạn nhấn chọn bản đồ nè, nhấp vô google.com map á, nhấp vô nó sẽ chuyển tới cái file bản đồ mà mình chia sẻ đó. Thì bản đồ là mình trong chia sẻ là để chế độ riêng tư, thì các bạn nào cần thiết thì các bạn cứ bấm yêu cầu nó, các bạn đăng nhập Gmail, các bạn bấm chữ yêu cầu thì các bạn sẽ thấy được cái tên của mình. Các bạn bấm yêu cầu nha, cái này là mình đăng nhập nó có sẵn rồi, kêu các bạn yêu cầu mình sẽ mở cho các bạn, nó sẽ gửi về hộp thư mail của mình đó. Các bạn thấy yêu cầu nó giống gì nè, nên mở yêu cầu mình cho các bạn coi. Đây, sửa đây, các bạn bấm vô nó sẽ có cái này này nè, các bạn bấm vô, nhấn vô chọn như đây, các bạn bấm vô thì nó sẽ qua một cái hình này, các bạn sẽ bấm chữ yêu cầu quyền truy cập, xong rồi các bạn gửi đi, nó sẽ báo về yêu cầu đó, yêu cầu truy cập đã được gửi. Khi mà các bạn nó bấm yêu cầu đã được gửi rồi á thì nó sẽ trở về hộp thư mail của mình nè. Mình vô cái mail của mình nó sẽ có một cái hồ giống như bạn Long Hạ nè, bấm vô đây mình sẽ chọn cái chế độ cho các bạn có thể xem, và mình nhắn cái tin nhắn là mình nhắn vô là mình sẽ tên Kiều đó, đăng ký là mình sẽ share đi, mình share đi thì cái bạn đó sẽ coi được bản đồ của mình, chắc chắn sẽ coi được bản đồ của mình các bạn, mà phải các bạn phải có Gmail nha đó. Vậy là các bước đơn giản để cho các bạn coi. Giờ mình trở lại bản đồ, khi các bạn đã nhận được thì các bạn sẽ mở bản đồ lên, Google Map lên, bản đồ Map cái này mình nó sẵn nó tự load, các bạn bấm vô chỗ đây nè, đã lưu nè, các bạn kéo qua cái chữ bản đồ nè, các bạn kéo qua nè, kéo qua cái chữ bản đồ nè, ở chữ bản đồ nè. Các bạn bấm vô đây, bản đồ kế hoạch sử dụng đất này, bấm vô
Rồi, kết quả mình được là đây là cái bản đồ hoạch sử dụng đất 2020 nè. Các bạn thấy không? Có gì thay đổi không? Hầu như là những cái lớp mà đất ở nông thôn, ở đô thị, cây lâu năm và hàng năm khác nó đều hoàn chỉnh luôn các bạn. Chỉ có một số cái lớp mà thương mại dịch vụ nó còn lẫn quẩn thì do cái lớp nó bị sót. Thì các bạn thông cảm bỏ qua nha. Nói chung mình cũng làm cũng cố sức làm đúng rồi. Các bạn thấy không? Các bạn cứ bung ra đi, các bạn đi thực địa, đi tới đâu thì các bạn sẽ mở tình vị tới đó là biết mà khu vực mình đất cần đầu tư hoặc là mình tìm hiểu nó nào là đất gì, nó sẽ báo lên các bạn ở ONT là biết khu vực này là đất ở nông thôn. Đây là để văn hóa nè, các bạn thấy không? Đất văn hóa là cái khu này chính xây tượng đài Bác Hồ nè. Hôm nay mấy anh em vừa qua thông tin được chủ trương gì quy hoạch cái xây cái dự án này nè. Này đầy đủ nha các bạn, đây là cái lớp của đường chính chánh nha các bạn. File này các bạn cũng có thể mở trên máy tính nha, trên máy tính nè, máy tính của mình nè. Này là mình trên máy tính sẵn nè. Các bạn có thể coi lên trên máy tính luôn nha, online được nha. Rồi, quá trình demo mình chỉ có bao nhiêu thôi, giờ mình hướng dẫn cho anh em có cách để mình chia sẻ cho các bạn. Nhiều khi lâu lâu mình cũng làm biến kiểm tra mail, thì khi nào mình kiểm tra mail được thì mình sẽ bấm, mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình gì mình mở cho các bạn coi. Bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha, nhưng cùng mục đích anh em chia sẻ thông tin lẫn nhau, thì các bạn ủng hộ mình để mình có động lực để làm chia sẻ đóng góp cho phát triển của bất động sản ở Phú Quốc. Cái bài các bạn, hẹn các bạn gặp lại clip.